Một cảnh sát tiêu diệt kẻ ác, bảo vệ cái thiện. Liệu lần này Ruby có thể hoàn thành nhiệm vụ trở thành cảnh sát một cách hoàn hảo hay là không? Hoặc là Ruby sẽ dấn thân vào con đường của cái ác? Chắc không có đâu. Đó là điểm mà các bạn cũng biết. Cũng đừng quên là xem hết video để biết rõ về nghề nghiệp cảnh sát của Ruby luôn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Mấy bạn ơi, video này chỉ mang tính chất giải trí. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và tuyệt đối không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Sáng ta cho 5.000, chiều ba cho 5.000 nữa được tô mì xào. Rồi, để mình ngồi ghế mình ăn mì xào. Ủa sao ngồi được cái ghế gì đâu mà pha kẹ vậy, thôi để ăn cái vậy bạn ơi. Đó, nhanh. Trời ơi là trời, cái gà của tôi nó khét nghẹt luôn rồi nè các bạn ơi. Đây để mình lấy gà ra mình ăn luôn nha. Tuy là nó khét nhưng mà nó ăn được là mình vẫn phải ăn luôn nha mấy bạn ơi, chứ bỏ là rất uổng. Rồi cái dĩa này bỏ ở đây đi. Đó, rồi ăn gà nè. Tuy là nó hơi dở thiệt nha, nhưng mà được cái nó cũng đỡ. Rồi, mình sẽ lấy một chai nước ngọt ra mình chế vào mình uống nha. Đó, chế được không? Đây được rồi. Chế xong bỏ vô trong. Đó, thì vậy hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của tôi. Tôi sẽ đi xin việc ở sở cảnh sát. Đó, tôi quyết định sẽ trở thành một cảnh sát. Mấy nay là làm mấy cái nghề nghiệp cướp biển, vua hải tặc, rồi phù thủy, rồi tùm lum từ lưa. Tôi không thấy cái công việc nào phù hợp với tôi hết các bạn ơi. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một cảnh sát hất hữu. Mong là tôi đừng có báo sở cảnh sát quá. Đây rồi, tới lời vô rồi. Con chào cô nha. Ngày hôm nay con vô đây để con phỏng vấn để trở thành một cảnh sát thực hữu ạ. Đây rồi, thì ra cháu là người xin việc vào hôm qua. Muốn trở thành một cảnh sát rất là đơn giản. Đầu tiên cháu hãy đi qua kia phỏng vấn về bản thân mình nha. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều nha. Qua bên đây phỏng vấn nè mấy bạn ơi. Đó, rồi. Bây giờ là mình sẽ vô ngồi đây phỏng vấn. Em gái ơi, chỗ đó chỗ của chị, em phỏng vấn em ngồi bên đây nè em gái ơi. Em lộn, xin lỗi chị được chưa. Đây, em gái uống ly nước đi nha. Muốn trở thành một cảnh sát rất là đơn giản. Bây giờ em phải trả lại được câu hỏi này của chị thì chị sẽ chấp thuận cho em trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp. Chị cứ hỏi đi, bao nhiêu câu trả lời. Em làm nhiều nghề lắm rồi, em đa nghề luôn, nghề gì em cũng làm được hết, chị yên tâm đi. Rồi, câu hỏi này của chị rất đơn giản. Hãy trả lời cho chị, khi mình nhặt được của rơi của người lạ thì mình phải làm gì? Câu này em biết, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Ê, nhỏ này bậy nha, thấy chị cầm gì trên tay không? Người ta là nhặt được của rơi là phải lấy lại đem lên đồn trả lại cho người ta, chứ không phải là tạm thời bỏ túi, hiểu không? Không, chị từ từ. Cái câu nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi của em là nó sẽ giải thích như vậy nè. Ví dụ bây giờ đây chị thử đi, chị nhặt được của rơi nè, chị phải giữ cho mình, chị phải bỏ túi chứ. Đó, sau khi mà chị tạm thời bỏ túi xong, chị đem lên đồn, chị trả lại cho bên công an, cảnh sát để người ta tìm lại cho được. Để người ta tìm lại rồi người ta đưa cho người mất. Nên là anh ấy nói là nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Cũng hợp lý. Thôi cho qua đi. Rồi, em đã được xét duyệt vô một tí rồi. Bây giờ câu trả lời cuối cùng của ta sẽ là: nếu mà gặp kẻ trộm cầm vũ khí, em sẽ làm gì đầu tiên? 36 kế chạy hưởng sách. Không phải là 36 kế là chạy là hưởng sách. Em phải tìm cách khống chế cái tên trộm đó để có thể bắt giải về đồn, chứ không phải là để chạy rồi nó cũng chạy chỗ khác thì sao, còn xem tìm. Thì bây giờ chị phải cho em vô học nghề thì em mới biết em được cứ. Và em phải cho em là cảnh sát thực tập, chị hiểu không? Khổ ghê, mới sáng gặp nhỏ thực tập gì kỳ cục ghê. Rồi, thực tập được rồi đó, vô nhận được rồi đó. Rồi đi qua kia vô mặc đồ rồi đi làm nhiệm vụ đầu tiên đi. Dạ, các bạn thấy chưa, đó tôi là tôi có tài mà. Tài gì? Tài lanh nó. Có tài lanh mới trở thành được. Rồi, đây. Có một cái ví tiền. Ví tiền của chị nha. Mình là cảnh sát đó em, mình lớn rồi đó. Dạ em giỡn mà chị ơi. Trời ơi khổ ghê. Rồi bây giờ là mình sẽ mặc đồ vô với mọi người. Đây để mấy cái đồ trong đây rồi. Tôi đã trở thành một cảnh sát rồi bạn ơi. Đó, nhìn mình đỉnh thực sự luôn. Nãy cầm thêm cái khiên này vô nữa. Rồi thôi để cái khiên trên đây đi nha mọi người. Rồi mình sẽ cầm theo cái cây này nha. Đây. Chị ơi, nhiệm vụ đầu tiên của em là gì chị? Nhiệm vụ giờ cho nhỏ làm gì giờ trời. Em làm gì vậy ta? Thôi em cứ đi vòng vòng trong trụ sở này đi. Em không thắc mắc cái gì cứ hỏi chị nha. Dạ. Trời, nhiệm vụ đầu tiên của mình là đi vòng vòng trụ sở vậy thôi hả? Trời ơi, tưởng cái gì đó khó quá. Cái lắc bạc nè mọi người. Cái lắc, trời ơi như
nhưng mà không được, mình mà phá tới nữa xí nữa mình bị đuổi việc khi đã không hay. Ui, có cái pizza nè, ăn nhâm ngon quá trời ngon luôn nè, ai ăn pizza mà chưa ăn nè, ăn nhâm. Rồi uống ly cà phê đi. Ngon quá trời ngon luôn mọi người ơi. À, em chào sếp nha. Rồi ui ở dưới đây còn có một cái khu căng tin nữa. Rồi ai ăn miếng pizza còn hơi tôi ăn luôn cho. Rồi mình sẽ dùng cái này vô đây. Rồi mình dọn ghét luôn, mình nhiệm vụ của mình nè mọi người. Rồi ui có con chuột. Vâng, mình phải dọn dẹp cái con chuột này các bạn ơi, ở đây nó rất là ô nhiễm. Rồi ui có bánh donut này, ăn luôn. Ai của ai vậy ta, trời ơi ngon quá trời ngon luôn. Nhâm. Này ui có một ly cà phê đây rồi, tôi sẽ lấy ly cà phê tôi uống luôn nha. Này trời ơi là trời, để đồ ăn quá trời ở đây luôn á. Rồi ui lại có cà phê nữa, rồi uống luôn chứ sao nữa mọi người. Ui có một hộp mì ở đây. Ngon nha, ngon nha. Rồi bây giờ hộp mì này tôi nấu lại được không? Không được rồi mọi người ơi. Rồi ăn luôn. Trời ơi là trời, chưa bao giờ mà tôi thấy nó ngon tới cỡ vậy luôn. Này bánh phải không, lấy ra ăn luôn các bạn ơi. Rồi trước khi mà mình làm nhiệm vụ là mình phải cho cái bụng mình nó no căng cái hết cái đã. Rồi ui có cái máy bán hàng tự động đây nè. Đây mình lấy đồ được không giờ. À đây rồi. Ui trời ơi quá trời đồ ăn luôn. Ê kiểu này ăn hoài không hết luôn mọi người. Đây đây thêm một bố đồ ăn nữa. Rồi ủa đâu rồi, đồ ăn tao đâu rồi, mất tiêu luôn rồi. Trời ơi ở ngoài đây là có xe cảnh sát nè, trời ơi tôi muốn ngồi lên cái xe cảnh sát này quá. Ui ở đây có đồ ăn. À đồ ăn cho chó xem tí tôi ăn rồi bạn ơi. Trời ơi là trời, hello bé chó đó, dễ thương quá trời luôn. Rồi để chị lấy cho em ăn nha. Đó ăn ngon lành luôn. Ui ở đây chỉ là cái chỗ và nơi ăn của cảnh sát nè. Rồi trên đây là cái phòng gì đây. Ui cái phòng này mình vẫn chưa được vô. Mình chỉ là đang là thực tập thôi đây, mình vẫn chưa được vô cái phòng này. Trời ơi chán quá trời luôn á, không có gì chơi luôn, không có nhiệm vụ gì làm luôn. À có bánh nè. Ui đói bụng quá trời ơi. À đúng rồi, nãy mình có mua cái bánh donut ở dưới nhà ăn rồi, để lấy ăn cái đã. Ui ủa sao cái nhà bếp gì đâu mà nó trống trơn vậy. Ui ủa cái bánh donut của tụi đâu. Ủa trời ơi lại là con nhỏ thực tập đó, nó ăn hết trơn luôn, khổ ghê luôn. Cái giờ biết trơn nhỏ này làm nghề gì đấy trời. Ui lại có nhiệm vụ mới. Jessica đâu? Có em đây hư sếp ơi. Ở đường chúng ta bây giờ đang còn một cảnh sát nào không? Hãy phái cảnh sát nào đó đi bắt cái tên trộm đội mũ hộp đi. Lại là tên trộm đội mũ hộp đó phải không sếp? Đúng rồi, tên này lại tiếp tục dở cái thói ăn cắp ở ngoài công viên nữa rồi. Nhưng mà bây giờ là em đang bận sắp xếp công việc vụ án lớn nhất ở trong AHA World rồi, nên là em không thể nào đi được hư sếp ơi. Bây giờ còn cảnh sát nào thì phái đi tìm cái tên trộm đội mũ hộp cho nhanh lên đi. Dạ. Bây giờ phải cho cảnh sát nào đi điều tra cái tên mũ hộp ở đây. Học viên mới cảnh sát kia đâu rồi. Đội trưởng kêu mình, đội trưởng kêu mình. Em nghe nè sếp ơi, có việc gì vậy sếp? Nhưng lúc em vừa mới làm thực tập cảnh sát ngày hôm nay đồn, ta sẽ giao cho em một nhiệm vụ cực kỳ là đặc biệt, em phải làm ngay lập tức. Trên đời này có bao nhiêu nhiệm vụ em cũng đều làm được hết. Bây giờ em phải đi tìm và bắt cái tên trộm đội mũ hộp ở trong AHA World này. Đây là một tên trộm khét tiếng ở thành phố AHA World, hiện tại đang lộng hành khắp thành phố này. Hắn đã trộm cắp biết bao nhiêu là tài sản của các gia đình, từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ cho tới lớn. Trong ngày hôm nay em phải bắt được tên trộm nó về, nếu không em sẽ bị sa thải. Thấy cái gì kỳ vậy? Mình thường là mình đại sếp ơi, mình lại phải tìm phải làm 2 ngày hay là 3 ngày, mình cho deadline vậy đi chứ, mình cho ngày hôm nay duy nhất rồi sao mà tìm được. Nguyên cái thành phố AHA World nó to đùng luôn sếp ơi, làm sao mà tìm được. Ta sẽ cử một điệp viên đi theo em. Yên tâm đi, em sẽ làm được, ta tin em. Nếu như mà em tìm được tên trộm và bắt tên trộm nó về, ta sẽ cho em thân chức lên, được ngồi chung bàn với ta. Sướng không? Cũng được. Để em yên tâm, mọi thứ cứ để em lo. Rồi, bây giờ là tôi đã có nhiệm vụ đầu tiên rồi. Rồi, bây giờ là mình đã có một cái nhiệm vụ mới. Nhưng mà trước khi để đi làm nhiệm vụ này, tôi phải cầm theo cái lắc bạc nữa các bạn ơi. Đó, và tiếp theo là mình sẽ cầm theo một cái vui cui. Mình cầm mấy cái này sẽ bị phát hiện các bạn ơi. Rồi, bây giờ là mình sẽ hai hường phục của mình. Từ từ, người bạn đồng hành của tôi đáng đâu vậy ta? Đúng rồi, sếp tôi bảo tôi có thể đi qua được cửa này mọi người ơi. Người, ui
ở đây là cái chỗ để bắt giam tội phạm nè. Hình như là người bạn đồng hành của tôi sẽ ở cuối cái con đường này. Đây. Ôi, hello. Tôi sẽ là người bạn đồng hành của cậu ở trong chuyến đi bắt cướp lần này. Tên của tôi là Hữu Ngo. Ủa, Hữu Ngo là gì vậy? Là hổ ngu quá. À, một cái tên nghe cũng hấp dẫn đó rồi. Ui, có một cái xe này các bạn ơi. Ui, cái xe này nó có thể bật được tiếng nhạc nè mọi người. Ôi. Nè, trước khi chúng ta đi bắt cướp, bạn phải tháo cái bộ đồ này ra để có thể mà tiếp cận được tên cướp chứ mặc như vậy nó thấy là nó chạy thấy bà rồi. À, rồi rồi, để tôi đi vô thay đồ nha. Không cần, ở đây đã có đồ sẵn rồi. Đồ đâu? Đồ đây. Ôi. Ui, ê, nhìn mình như điệp viên luôn mọi người ơi. Rồi, cái này là mình có thể mà bật mấy cái máy này lên nè. Đó. Ui, đây rồi, bộ đồ của mình ngày hôm nay là mình sẽ mặc nha bạn. Đây, mình sẽ để đây phải không? Rồi, ok. Đây, và tôi sẽ cởi luôn cái mũ ra, tôi sẽ mặc bộ đồ này. Ủa, tự nhiên mình mặc bộ đồ này nó đâu có thường ngày đâu, phải không hả? Ừ, cũng đúng. Hay mình đi hai đồ bình thường lúc mình mới đi như xin phỏng vấn đi, chứ mặc đồ này nhìn nó kỳ quá à. Rồi, sống đó ngay từ lúc đầu luôn đi, khổ ghê luôn á, hả ơi. Mùa xanh xanh lá xanh, gió tung tan heo bướm a, cả cẳng cầu, cả cẳng cầu, một con tôm hùm. Trời ơi là trời, đúng là tuy là mình là một tên trộm khét tiếng ở vùng ở cái thành phố A quận này, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm việc tốt. Chủ tiệm ơi, con tôm hùm của ông nè, ông cứ nấu con tôm hùm ngon hết cỡ tôi nha, cảm ơn ông nhiều nha. Ôi, rồi câu cá một tí đi. Nay về hưu không có làm việc nữa, mệt quá trời luôn rồi. Ê, hổ ngu ơi. Ê, hả ơi. Ê, đi tìm chợ mà sao mày dẫn tôi đi biển rồi sao vậy hả? Tên trộm phía trước mặt bà kìa bà già. Đâu? À, anh trai này. Nhìn cái đầu của anh trai với cái đuôi lửa là biết anh là tên trộm phải không? Giả danh là đầu bếp. Ê, bậy rồi ba. Tên trộm, ta đang câu cá thiệt. Cậu này ta đầu bếp thiệt, không phải trộm. Ủa vậy hả? À, bà giỡn, xin lỗi. À, im lặng. Bây giờ tôi với bạn phải giả vờ như là khách hàng ăn ở đây để cho tên trộm nó không nhận ra tôi với bạn, hiểu không? À, hiểu rồi. Để bây giờ mình sẽ bắt chuyện mọi người. Hello anh trai. Gì vậy bà nội? À, anh đang câu cá hả? Không lẽ tôi đang ăn? Cho em câu cá được không? Không, biến đi. Ê, người đâu mà cục xúc thiệt luôn á. Em nói cho anh nghe nè, bây giờ anh cứ đưa cái cần câu tre của anh cho em đi. Em câu một phát là ra con cá siêu to anh tính gì? Nghe ngươi nói có vẻ là thú vị đấy. Nếu mà ngươi câu ra được một con cá quý hay là một con tôm hùm Alaska siêu bự thì ta sẽ tặng ngươi cần câu của ta. Để em câu cá cho. Đây, cái con này để vậy phải không? Đây, nhìn em nè, 1 phút 30 giây cá lên liền. Cá lên chưa bay? À, đây, cá lên. Anh ơi, cá nó ngẫm rồi, để em câu lại nha. Nói lại ngươi, con cá gì nó nhỏ xíu vậy. Mình phải oai trước cái thằng tên trộm này thì nó mới nói ra sự thật các bạn ơi. Ôi, đây, anh thấy gì chưa? Tại vì sinh ra là ba em đã là cho em cái nghề câu cá, cái tay quyền lực rồi đó. Đây, tôm hùm của anh đây. Ngươi rất là đặc biệt, cảm ơn ngươi rất nhiều. Đây, tôm hùm của ông chủ nè, đó. Ủa sao anh không lấy đi? Ủa, tao làm nhân viên đây mà. Hả ơi, sao con cá này là tên trộm mà tự nhiên đi làm nhân viên đây là sao vậy? Nữa thôi, cứ tìm hiểu đi. Thôi, ta về nha, hai người đây ăn vui vẻ với con tôm hùm đi. Cảm ơn ngươi vì đã cho ta cuộc vui này. Ê, hổ ơi, có khi nào ông là người tốt không mày? Ta thấy ông tốt lắm. Ông chủ ơi, tôi về nha. Tên cướp thiệt. Ủa chứ nãy giờ tôi với bạn tìm hiểu là thì cha nổi là tên cướp chứ không lẽ là ai bà nói. Thì nãy giờ tôi cũng tin, thấy người ta cũng tốt, tôi tưởng là người ta hiền, ai ngờ đâu người ta cướp thiệt. Trời ơi, Út khờ miền Tây khờ thiệt chứ. Đây, để mình ăn con tôm nốt rồi đi mọi người. Cái vụ
vụ bắt cướp này khá là khó khăn đây. Mình cuối cùng cũng đã trộm thêm một cái thẻ rồi. Để đây, đây là rất là nhiều món đồ mà ta đã trộm được. Trời ơi, đúng là những kẻ ngu ngốc mà. Tuy ta là một tên trộm nhưng thực ra thực chất ta chính là một người khác. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm được thật là nhiều những cái con kỳ lân đá vàng này để có thể là mở được và khai quật hoàn toàn thế giới này. Nhưng mà phải tìm ở đâu ra những cái con này đây nhờ. Khó thực sự luôn á, trời ơi là trời. Đây rồi, đây rồi, tới rồi, hỏi ơi, hỏi ơi. Hình như là chắc chắn là tên trộm mà sao tên trộm đâu tuốt bị ngoài biển khơi vậy ba? Ai biết đâu thì giờ mình đi bắt trộm thôi, bà vô bắt đi, tối ngoài tôi canh chừng cho. Rồi. Ui giời, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều món đồ mà tên trộm đã trộm ra. Ui nhưng mà cũng đẹp quá, hay mình lấy một cái về nha, được. Bà nội, bà là cảnh sát đó mà. Quên tí làm gì cắn rồi. Ui, có một cái đèn ở đây nữa. Thôi, cái cha trộm này trộm nhiều thứ hay ho, mà sao cái chỗ này nhìn nó kỳ lạ mọi người. Có cái tượng này nè, rồi có nhiều thứ nó kỳ lạ quá trời luôn. Ui, cái móc gì đây? Ê, cái này tôi biết cái móc gì luôn rồi. À, cái rồi. Hello anh cha, anh cha làm gì đây vậy? Tại sao ngươi lại tới tìm ta? Chỗ này chỗ của ta mà. Câu đó mới là ta hỏi ngươi đúng. Tại sao ngươi ở đây? Mà tại sao ông ở đây thì tôi mới ở đây chứ? Ủa này chỗ của tôi mà giờ tôi hỏi bà ở đâu, bà phải trả lời chứ, bất kỳ hỏi là người ta. Ủa, anh trai làm gì đây cho em chơi chung được không? Em nghe nói anh trai là một tên trộm phải không? Cái gì? Ngươi là cảnh sát phải không? Không, em ghét mấy cha nội cảnh sát lắm, sao em là cảnh sát được? Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Em tới đây là muốn được học hỏi anh để trở thành một tên trộm xuất chúng ở trong thành phố Ahaworld này. Liệu anh có dạy em không? Không. Ê, anh trả lời thẳng thắn nha, anh nếu mà anh có từ chối mình nói câu nào nó dài dài một tí để cho mình đỡ buồn được không anh? Không nhận. Ê, câu này cũng như câu kia luôn á. Nếu như mà ngươi muốn ta nhận ngươi làm đệ tử thì bây giờ ta sẽ có một câu hỏi cho ngươi. Câu hỏi là nhặt được của ngươi tạm thời. Em biết tạm thời bỏ tôi. Đúng rồi, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của ta. Ê, gì đơn giản quá vậy? Ừ thì thường ai ta hỏi ai câu trả này, ta cũng kêu là ta đem lên đồ cảnh sát, người ta ghét lắm. Có người trả lời câu này là ta hết rồi đó. Để những ngươi làm đệ tử, ngươi hãy ăn cái hộp cá này đi. Đây, để em ăn cho. Nhâm, em ăn con cua luôn cũng được nữa. Thiệt, cho em ăn cái gì em cũng ăn, tại em đang đói mà. Ngày mai ta sẽ có một phi vụ lớn để có thể mà đi trộm hết tất cả những món đồ của một đại gia kia. Ngươi sẽ đi cùng ta. Dạ hứa đại ca. Đại ca kêu ra em đi đấy, miễn là có đại ca cuộc đời sẽ vui. Rồi đi theo ta, chúng ta cùng nhau đi ra huyền và đi đến chỗ đó để cướp nào. Rồi lên đây, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ê đại ca ơi, mình cái thuyền này có một chỗ ngồi à đại ca. Giờ có mình đại ca ngồi được á. Ừ thì có mình ta ngồi mà, chứ ngươi có ngồi đâu. Thì thôi ta đi trước nha, ngươi nhớ bơi đi vô nha. Thiệt luôn á, mà thôi vì nhiệm vụ đó tôi sẽ cố gắng. Dạ, đại ca đi vô trước đi, em vô liền. Rồi, tạm biệt. Trời ơi, sao nhỏ học viên này lâu thực tập đi mà lâu lắm vậy trời. Nó nói là xí nữa nó ra, mà sao tới giờ chưa trời luôn rồi, đừng tới tối rồi nó vẫn chưa thấy ra. Hơi hôm sau đợi một tí mới được. Trời ơi, buồn ngủ quá, nó ra chưa vậy trời. Rồi, bây giờ là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là đi qua lấy tiền của ông già kia đây. Ông già đâu ta, từ từ. Đại ca, cái tên này nó kêu mình đi qua lấy tiền. Không thể nào mình lấy tiền của cái ông này được các bạn ơi. Cháu trả mượn tí xíu cháu trả nha. Đây đại ca ơi, tiền của ông nội đó nè. Đúng là đệ tử của ta. Bây giờ ngươi hãy đi qua kia và lấy tiền của tên bán đồ ăn kia đi. Lấy tiền của cái tên anh ơi. Anh nghe nè em ơi, em cần mua gì để anh lấy cho. Anh dế lên cao, em lụm quá à. Em có chút ép, anh dế lên cao lấy giùm em cái cuốn sách kia được không? Cuốn sách này phải không? Rồi, để anh lấy cho. Đây. Mình sẽ lấy một đồng xu nè. Và một cái này nữa. Rồi, đi. Đây, của đại ca đây, đại ca ơi. Đúng rồi, giỏi lắm. Ngươi đúng là một tên đệ tử của ta. Rất có năng khiếu. Nên là bây giờ ta sẽ nói cho ngươi một sự thật về ta. Đi qua đây. Ê mấy bạn ơi,
Tự nhiên nãy mình vừa mới ăn cắt bên kia mà giờ đi qua đó mình có bị ra quýnh không ta? Chắc không có đâu. Đi qua đây lẹ, đi qua đây lẹ, đi qua đây lẹ. Ủa con bé nó mất tiêu, trời ơi là trời khổ ghê. Ủa tiền tôi đâu trơn rồi? Ủa ta xin được giới thiệu với ngươi, ta là người đẹp trai nhất ở thành phố A quật này, ta chính là một idol. Idol mà làm gì đi ăn trộm ăn cướp vậy đại ca? Ta làm idol từ hồi xưa thôi, giờ ta hết thời rồi. Đây chỉ là gương mặt thiệt của ta. Đó Trời ơi đại ca đẹp trai quá, đại ca ơi xuất sắc luôn, đại ca 10 điểm. Đúng là đệ tử của ta. Và đây là điều bí mật thứ hai mà ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây rồi, sắp phá được vụ án, mình sắp bắt cha này dạy đồ rồi các bạn ơi. Đây, đại ca cứ nói đi, em nghe hết. Đi vô trong cái buồng điện thoại này và nghe điện thoại đi. Cái buồng điện thoại này hả? Đây để mình đi vô đây nè. Ngươi hãy bấm ngư điện thoại, nhanh lên. Nghe điện thoại hả? Đây, hello, alo, Asino, Moto. Và tiếp theo là đại ca kêu mình là bấm số hả? Rồi, đây. Ôi, wow. Cái gì vậy đại ca? Ta sẽ cho ngươi làm kế trộm đỉnh nhất ở thành phố Ahawat. Vì ta đã già rồi nên ta sẽ kế nghiệm cho ngươi. Thì ra đây là bí mật của cái tên này rồi. Còn cái gì nữa đại ca cứ cho em biết luôn đi. Bây giờ ngươi hãy bấm tiếp tục đi. À rồi đây mình sẽ tiếp tục bấm cái này với bạn. Rồi lại ra cái gì nữa đây? Ủa lại ra thêm cái mặt nạ nè. Thôi bỏ đi. Rồi. Ôi có đứa nào đây vậy? Thôi để bấm tiếp tục nha. Ủa đại ca ơi sao nó ra cái quần vậy đại ca? Thôi chứ thôi khỏi mất cái quần này cũng được. Ta đã nói hết những bí mật này cho ngươi rồi. Chúc ngươi sẽ thành công. Rồi giờ tới em nói bí mật cho đại ca biết nghe. Bí mật của em sẽ nói cho đại ca đặc biệt còn hơn đại ca luôn. Đại ca thích đeo lắc không? À, ngươi mới trộm chiếc lắc vàng ở trong tiệm vàng cho ta phải không? Đúng là đệ tử của ta có khác. Không, lắc này nè, đó chính là lắc bạc. Lắc bạc là còng số 8 đại ca, đại ca đeo vô giùm em cái nha. Ngươi đã lừa, ngươi chính là... Đúng vậy, ta chính là cảnh sát bảo vệ kẻ ác, cảnh sát giải quyết những kẻ xấu và kẻ ác. Ngươi đã lừa chính lòng tốt của ta. Tại mày ngu. Rồi bây giờ không có nói nhiều nữa, đi về đồn lẹ giùm em cái nè anh trai ơi, mệt ghê luôn á. Hay lắm, đúng là học viên thực tập mới của sở cảnh sát của thành phố Ahawat này, rất giỏi. Bây giờ đưa nó vô đồn phẩm vấn và nhốt vô tù lẹ lên đi em. Yes sir madam. Rồi qua đây nào ní yêu ơi, ní tưởng lừa được tôi đơn giản lắm hả? Qua đây lẹ nào ní ơi, đóng cửa xuống vô nè. Anh cảnh sát ơi, bây giờ nhốt một khứa tội phạm này vô điều tra giúp em với nha. Rồi để anh làm cho. Để mình ngồi đây mình xem coi nó trả lời phỏng vấn cái gì em ơi. Ngươi chính là kẻ trộm phải không? Không phải tôi kẻ trộm, nghĩ sao tôi kẻ trộm vậy trời, tôi đẹp trai vậy kêu kẻ trộm. Nhỏ cảnh sát kia mới là kẻ trộm kìa, nó trộm lòng tin của tôi. Đừng có lương lẹo nữa, bây giờ tao cho ngươi vô tù luôn. Ngươi đã dính rất là nhiều tội danh ở thành phố Ahawat rồi. Trộm từ những món đồ từ nhỏ đến lớn, tới cả người vô gia cư cũng không tha. Bây giờ ngươi sẽ phải ngồi tù 20 năm. Rồi anh trai ơi, đi qua đây, chụp cho cái anh thẻ nè. Mở còng tay ra, mặc bộ đồ này vô giúp em với nha. Trời ơi, đó, mặc bộ đồ nhìn đẹp trai hơn nè, đứng đây nè. Cao có 1m56 vậy hả? Cầm cái bản tên vô nha. Rồi 1, 2, 3 cười lên nè. Đấy, một bức ảnh. Rồi giữ kỷ niệm, vô tù giữ kỷ niệm luôn nha. Đấy rồi đi qua đây em cho vô vô phòng nào đây nha. Khứa kia có phòng rồi. Anh vô phòng này đi nha. Đấy rồi vô đi nha. Rồi nằm đây đi nha. Chúc anh vui vẻ cuộc sống ở trong tù nha. Ta khi nào mà 20 năm nữa nếu mà ta ra tù, ta sẽ trả thù ngươi. Sợ quá trời luôn, biết 20 năm nữa còn gặp lại nhau không? Tôi làm nghề này có chi ngày mai tôi bị đuổi về cơm nội ơi, sao mà gặp được. Nói chung ở trong tù vui vẻ nha. Rồi khứa lại cũng ở trong tù luôn nha. Ủa rồi chỗ này là chỗ gì vậy ta? Trời ơi là trời. Rồi đi tìm con hổ của tôi cây đóng cửa nè. Trời cũng gần tối rồi bạn ơi, bây giờ chuẩn bị tăng ca đi về nha mọi người ơi. Khoan, đứng lại đó em ơi. Vì em đã bắt được tên tội phạm bị truy nã nhiều nhất thành phố này về tội trộm cướp, ta sẽ vinh danh cho em với một cái huy chương của cảnh sát thực tập. Ôi các bạn ơi, mới làm ngày đầu tiên mà được trở thành có cái huy chương luôn rồi nè. Trời ơi, đúng là cuộc đời của tôi nó may mắn quá trời luôn. Cảm ơn sếp nhiều nha. Còn bây giờ ngày hôm nay là công việc của ngươi kết thúc rồi. Quá là giỏi rồi, bây giờ cho ngươi đi về sớm đó, tăng ca sớm đó. Yes sir madam ơi. Rồi đi về đó các bạn
như tụi mình quên quên cái gì đó hiếu hiếu cái gì đó các bạn ơi. Ủa con hỏ cái đứa đồng nghiệp đi chung tôi đâu rồi? Sao nãy giờ tôi kêu nó đi theo tôi mà sao đi một hồi mà sao nó biến mất rồi ta? Trời ơi đúng là không có tình anh em, không có tình bạn bè, không có ý chí hợp tác, không có cái gì hết. Trời ơi